Hai người phụ nữ đẹp, nhưng tại làm sao? Tại làm sao mà một người phụ nữ nó là vô giá, còn một cái người phụ nữ kia ấy, cũng là đẹp nhưng là có giá? Các bạn phải hiểu ở cái điều như vậy. Các bạn nên hiểu một cái điều là như vậy. Thế nên ấy, mình mong rằng là những cái bạn nữ ấy, cả những cái bạn nữ nào mà xem được cái video này ấy, thì các bạn phải hiểu một cái điều là như thế này. Các bạn muốn trở nên là một cái người mà có giá trị ấy, thì các bạn phải hiểu cái điều gì tạo nên cái giá trị của mình. Và trong cái video này mình sẽ chia sẻ, mình sẽ bật mí cho các bạn hiểu những cái điều đó, thì cái giá trị của các bạn nó sẽ tăng lên rất nhiều và nó là vô giá luôn. Cùng là hai người phụ nữ đẹp, nhưng tại làm sao mà người phụ nữ này lại là vô giá, lại là cái niềm khao khát của bất cứ người đàn ông nào. Xin chào quý vị và các bạn nha. Cái video hôm nay ấy, thì mình sẽ có hai cái phần chính. Cái phần chính thứ nhất thì mình sẽ nói về cái cảm nhận của một cái người phụ nữ mà vừa sắc sảo vừa tài hoa. Cái phần chính thứ hai thì mình sẽ nói về những cái đường nét trên khuôn mặt. Và mình sẽ nói về cái ý nghĩa của những cái đường nét trên khuôn mặt để mà nhận biết một cái người phụ nữ là cái người mà sắc sảo, là cái người mà tài hoa. Có một cái điều là như thế này, có một cái điều chắc chắn là như thế này nhé. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như này: những cái người phụ nữ ấy, mà là những cái người mà sắc sảo, là những cái người tài hoa ấy, chắc chắn họ sẽ là cái người có cái cuộc sống ấy, tốt đẹp hơn cái người phụ nữ bình thường. Nói chung họ sẽ là cái người thành công. Và những cái người này họ thường là những cái người ấy, có cái tài lãnh đạo. Bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. Thì như thế này, các bạn hiểu một cái điều là như thế này nhé. Bây giờ các bạn phải hiểu một cái điều là như thế này nhé. Cái thời buổi bây giờ ấy, thì rất nhiều những cái bạn nữ, rất nhiều những cái bạn gái trẻ, bạn là những cái người mà bạn chạy đua theo những cái hình thức bên ngoài, chạy đua theo những cái vẻ bên ngoài, cái vẻ bề ngoài, mà bạn không chú ý vào cái nội dung bên trong. Nghĩa là không hề chú ý đến cái hình thức, cái tính cách, cái nội dung ở bên trong, cái tố chất của họ, cái khí chất, không bao giờ chú ý, mà chỉ có cứ chạy theo những cái vẻ bề ngoài. Ví dụ là gì? Họ tập trung vào nào là quần áo nào, đúng không? Xong rồi tập luyện, rèn luyện làm sao mà để cho cái thân hình cho nó ngon lành này, cho nó đẹp này, đúng không? Cho mông thì cong ra rồi, rồi cái bụng thì thon vào, đủ các kiểu. Rồi bạn tìm cách là bạn mua những cái mỹ phẩm thế này thế kia để bạn làm sao mà bạn chăm sóc cho da rẻ các bạn đẹp. Bạn mua cái son làm sao son tốt để mà làm cho cái môi của các bạn nó đẹp, nó trở nên quyến rũ, đúng không? Nói tóm lại là các bạn hay tập trung vào cái vẻ bề ngoài, còn các bạn vô tình các bạn quên đi cái nội dung ở bên trong. Và mình nói luôn là như thế này, các bạn hãy nhớ một cái điều là như thế này: tất cả cái vẻ bề ngoài ấy, nó chỉ làm cái gì để nó đánh lừa nhau mà thôi. Các bạn hãy nhớ đấy, cái vẻ bề ngoài nhá các bạn nhá, cho dù các bạn mà tìm các bạn tìm kiếm được một cái người bạn trai nào hay một cái người đàn ông nào, nhưng cái nội dung bên trong các bạn không có ấy, bên trong các bạn rỗng tuếch, cái tính cách của bạn không ra gì, đúng không? Các bạn không biết suy nghĩ, các bạn không có kiến thức, các bạn không có cái hiểu thế nào là cái đạo đức, không hiểu thế nào là cái cho đi, không hiểu thế nào là cái hy sinh, không biết thế nào là cái biết quan tâm đến người khác. Thì mình nói luôn, tất cả những cái thứ đó của bạn ấy, nó không có giá trị. Nó mang cái tính chất mà người ta gọi là mang cái tính chất về, nếu như các bạn gặp được ấy, thì chỉ là gọi là về cái sắc thịt thôi, chỉ là về cái tình dục thôi. Nó không có tình yêu, nó không có tình nghĩa, không có tình cảm. Nếu như mà các bạn cứ
chạy theo cái vẻ bề ngoài là như thế. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là cái cuộc sống, cái cuộc đời các bạn nó không được như ý. Và đương nhiên là một cái điều là như thế này, nếu như những cái người phụ nữ ấy, mà chỉ có chạy theo những cái vẻ bề ngoài ấy, cứ làm đẹp về ngoại hình, về hình thức, đúng không? Rồi là về trang phục, quần áo, phụ kiện, thế này thế kia. Các bạn chỉ có lo về cái vẻ bề ngoài, các bạn chắc chắn các bạn không phải là một cái người phụ nữ sắc sảo. Các bạn không phải là một cái người, không phải là một cái người phụ nữ mà có nhiều tài, là một cái người phụ nữ tài hoa. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. Thì ở đây là như thế này, ở đây nghĩa là cái người phụ nữ tài hoa ấy, cũng không hẳn họ là cái người mà phải là rất thông minh đâu. Cũng không hẳn là ở cái người phụ nữ tài hoa là phải có cái chỉ số IQ này IQ nọ đâu, không cần thiết, không phải là như thế. Có thể là không liên quan đến cái vấn đề đó. Nhưng cái người phụ nữ ấy, cái người phụ nữ mà sắc sảo tài hoa thì các bạn hãy nhớ, họ thường là những cái người nhá, họ thường là những cái người có cái tư duy nó rất là độc đáo. Từ cái suy nghĩ, từ cái tư duy của họ ấy, nó có một cái gì rất là logic. Hơn nữa nhá, những cái người này, cái cảm xúc ở trong cái con người của cái người phụ nữ mà sắc sảo tài hoa ấy, họ rất là dữ dội, cái cảm xúc của họ rất dữ dội. Những cái người này ấy, những cái người phụ nữ sắc sảo và tài hoa ấy, họ thường là những cái người mà có cái trực giác lớn hơn cái người bình thường. Họ thường có những cái năng khiếu, có những cái năng khiếu mà vượt trội so với những cái người bình thường. Các bạn hãy nhớ đấy, đấy là những cái người phụ nữ tài hoa. Hơn nữa nha, hơn nữa là ở, mình nói ở những cái người mà, ở những cái người mà phụ nữ mà sắc sảo tài hoa ấy, thì họ luôn ý thức được cái bản thân của họ. Nghĩa là ý thức cái gì? Họ ý thức là họ luôn có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ độc lập. Họ không cần phải dựa dẫm vào ai, nhưng họ là cái người mà sẵn sàng là hợp tác với mọi người được. Biết cứng, biết mềm, biết tiến, biết lui. Cái lúc cần nhanh nhẹn, rất nhanh nhẹn, cần thông minh, rất thông minh. Nhưng mà cần phải chậm lại, cần phải lắng nghe, học hỏi, họ lại ok luôn. Các bạn hãy nhớ đấy, những cái người sắc sảo tài hoa là như vậy. Chứ không phải là những cái người mà sắc sảo tài hoa là những cái người mà cứ soi mói cái gì cũng tỏ ra biết, cái gì cũng tỏ ra là hơn người, cái gì cũng tỏ ra là nhanh nhẹn, không. Những cái người phụ nữ sắc sảo tài hoa, họ sẵn sàng là cái người ấy, họ có ý chí, nhưng họ lại là những cái người kiên nhẫn. Họ nhẫn lại, họ kiên trì, mặc dù là họ rất có ý chí. Nghĩa là gì? Họ muốn làm, họ muốn đạt được một cái gì nó to lớn trong cái mục tiêu của họ, trong cái lên kế hoạch của họ ấy. Họ sẵn sàng, họ đặt những cái mục tiêu, đề ra những cái mục tiêu và lên cái kế hoạch để mà hoàn thành nó, những cái ý tưởng đó nó lớn. Và họ làm sao? Họ kiên nhẫn để họ thực hiện, họ đi từng bước, họ dần dần để họ đạt được cái mục tiêu. Đấy, nó khác, là khác ở cái chỗ như vậy. Và mình nói là như thế này này, những cái người phụ nữ sắc sảo và tài hoa ấy, họ thường là người rất biết giữ mình. Họ rất biết giữ mình. Những cái người này thì họ có một cái, người ta gọi là có một cái tư tưởng, có một cái chuẩn mực rất là cao. Họ không xuồng giã, họ đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Nghĩa là họ luôn có một cái ý thức về cái giá trị đạo đức của họ ấy. Mình nói với các bạn là như thế này nhé, các bạn hiểu một cái điều là như này. Cũng là người phụ nữ thôi, cũng là người phụ nữ xinh đẹp thế này thế kia. Hai người phụ nữ đẹp, nhưng tại làm sao? Tại làm sao mà một người phụ nữ nó là vô giá, còn một cái người phụ nữ kia cũng là đẹp nhưng là có giá? Các bạn phải hiểu cái điều như vậy. Các bạn nên hiểu một cái điều là như vậy. Thế nên ấy, mình mong rằng là những cái bạn nữ ấy, tất cả những cái bạn nữ nào mà xem được cái video này, thì các bạn phải hiểu một cái điều là như thế này. Các bạn muốn trở nên là một cái người mà có giá trị, thì các bạn phải hiểu
các bạn phải hiểu cái điều gì tạo nên cái giá trị của mình. Và trong cái video này, mình sẽ chia sẻ, mình sẽ bật mí cho các bạn hiểu. Các bạn hiểu những cái điều đó thì cái giá trị của các bạn nó sẽ tăng lên rất nhiều và nó là vô giá luôn. Cùng là hai người phụ nữ đẹp nhưng tại làm sao mà người phụ nữ này lại là vô giá, lại là cái niềm khao khát của bất cứ người đàn ông nào, mà cái người phụ nữ này thì lại có giá. Mà cái người phụ nữ mà có giá ấy, mà định được giá ấy, thì cái thời hạn sử dụng nó kém, nó ngắn, các bạn hãy nhớ. Và người ta sẽ không bao giờ coi trọng rời, không coi trọng rời, đúng không nào? Vậy thì ở đây nó là như thế này này, ở đây nó là như này này, các bạn hãy nhớ nhé, các bạn nữ các bạn hãy nhớ nhé. Cái bên ngoài nó là ok, chúng ta không phủ nhận cái bên ngoài nó là quan trọng, cái hình thức đẹp nó là quan trọng, đúng không? Cái hình thức đẹp rất quan trọng. Nhưng bạn thử nghĩ, bây giờ nhìn mặt bạn sáng sủa, da bạn mịn màng, mắt mũi các cái đường nét của bạn đẹp, nào là mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, đủ các kiểu, đúng không? Má thì hồng hào, đủ các kiểu, nói chung là nhìn rất đẹp, dáng vẻ thì cân đối thướt tha. Nhưng khi bạn gần một cái người đàn ông đó, bạn giao tiếp với một cái người đàn ông nào đó, mà cái người đàn ông đó là cái người ok, là cái người mà bạn ngưỡng mộ đi, họ là cái người giàu có, họ là những người phong độ, họ là những người có trí tuệ hiểu biết, họ là những cái người có đạo đức. Thế bây giờ bạn nói chuyện với họ thì bạn chăm chăm đến cái gì? Bạn chăm chăm đến cái giá trị về tinh thần của họ, về tâm hồn của họ, hay bạn chăm chăm đến cái giá trị cái túi tiền của họ? Đây là hai cái điều bạn phải rạch ròi. Nếu như cái nội dung bên trong vở của bạn ấy, của một cái bạn nữ ấy, mà bạn chỉ chăm chăm đến cái túi tiền thôi, chỉ chăm chăm đến những cái thành công, chỉ chăm chăm đến những cái gì mà cái người đàn ông đó có ấy, thì cái nội dung của bạn rất kém. Các bạn hãy nhớ, cái nội dung của bạn rất kém. Và nếu như thế thì các bạn sẽ có cái thời hạn sử dụng. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Hơn nữa nhé, mình nói với các chị em phụ nữ là như thế này này. Cho dù bạn đẹp như thế nào ấy, Bạn phải luôn tôn trọng cái bản thân của mình, luôn phải giữ gìn và tôn trọng cái bản thân của mình, cái thân thể của mình. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như thế này nhé, cái người nam giới, cái người đàn ông ấy, nếu như họ tôn trọng cơ thể của bạn, tôn trọng cái thân của bạn ý, thì sẽ tôn trọng được cái tâm hồn của bạn, sẽ tôn trọng được bạn, tôn trọng được cái tính cách của bạn. Cái điều đó mới là cái điều mà duy trì được lâu. Đó mới là cái tình yêu. Cái tình cảm đó nó mới là lâu dài được, nó mới bền vững được. Mà bạn muốn cái người đàn ông mà tôn trọng được cái thân thể, cái cơ thể, cái tâm hồn của bạn ấy, thì đầu tiên bạn phải là cái người rất phải tự mình tôn trọng lấy mình, đúng không? Bạn không thể dễ dãi được. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó, nhớ một cái điều là như vậy. Ở ngoài kia rất nhiều những cái người phụ nữ có cái vẻ đẹp thế này thế kia, vẻ đẹp mê hồn luôn ấy. Nhưng mà chỉ là như thế nào? Chỉ là những cái mối quan hệ qua lại, chỉ là những cái mối quan hệ trao đổi, cặp kè, không hơn không kém, rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tôn trọng cái bản thân của họ, họ không tôn trọng cái cơ thể của họ. Đến bản thân mình mà không ý thức được mà mình còn không tôn trọng những cái đó, không biết gìn giữ, đúng không? Thì làm sao mà cái người đàn ông, người ta đến bên bạn, người ta tôn trọng bạn được? Người ta đạt được của bạn thì người khác người ta đạt được. Cái gì mà đạt được thì cái đó nó là đơn giản. Rất là đơn giản. Và mình nói luôn với các bạn nhé, những cái người phụ nữ ấy, những cái người phụ nữ được cho là những cái người mà sắc sảo, được cho là những cái người tài hoa sắc sảo ấy, họ luôn ý thức được những cái điều này rất sâu sắc. Họ cảm nhận được cái điều đó. Họ biết cái người, họ
họ biết được, hiểu được mình và hiểu được người, hiểu được mình cần tìm một cái người đàn ông như thế nào. Các bạn hãy nhớ đấy, đấy là cái điều khác biệt đấy. Hơn nữa bạn cứ để ý là như thế này nhé, cái người phụ nữ mà sắc sảo, cái người tài hoa ấy, họ thường là những cái người như thế này này. Nghĩa là họ ấy, họ là những cái người rất dũng cảm, nhưng họ cũng là những cái người mà rất dịu dàng. Họ rất dũng cảm nhưng rất dịu dàng. Đấy, các bạn thấy là họ, ở trong họ nó cứ có một cái gì người ta gọi là cái kiểu như là hơi mâu thuẫn. Hơi mâu thuẫn. Những cái người này rất quyết đoán nhưng lại rất khoan dung. Rất khoan dung độ lượng. Mặc dù là rất quyết đoán. Cái người sắc sảo đấy, cái người phụ nữ sắc sảo, cái người phụ nữ tài hoa đấy, họ là như thế đấy. Và những cái người này mình nói nhá, những cái kiến giải của người ta, những cái suy nghĩ của người ta ấy, những cái tư duy của người ta, những cái sáng kiến của người ta ấy, nó thường là người khác không đuổi kịp luôn. Thường đưa ra những cái sáng kiến bất ngờ luôn. Mà cái sáng kiến của họ ấy, nó có giá trị, nó áp dụng được. Cái người này họ thường sẽ là cái người mà làm được lãnh đạo. Thường là họ sẽ là cái người mà là lãnh đạo. Người này sáng tạo, sáng tác bất cứ cái gì đều ok. Họ có thể họ làm bất cứ cái ngành nghề gì, họ cũng đều thành công được. Bởi vì họ tinh. Họ có tài mà, họ sắc sảo, họ tinh ý mà. Sáng tạo, làm nghệ thuật cũng được. Làm kinh doanh, làm thương trường, làm bất cứ lĩnh vực gì cũng được. Bất cứ cơ quan tổ chức gì họ đều làm được. Họ đều là cái người thành công. Họ đi đến đâu ấy, họ được trọng dụng đến đấy. Họ đi đến đâu, họ mang lại những cái may mắn, mang lại những cái thành công, mang lại cái sự phát triển đến đó. Nhất là những cái người phụ nữ như thế này, nếu như mà lập gia đình ấy, họ sẽ là cái người trợ thủ rất đắc lực cho người chồng. Các bạn hãy nhớ, bởi vì ở họ nó có cái cương, có cái hiểu ý. Họ hiểu ý nhưng mà họ không lấn át. Mình nói với các bạn để các bạn hiểu một cái điều là cũng là phụ nữ, cũng là đẹp, cũng là xinh, cũng là ưa nhìn, nhưng các bạn ấy luôn luôn là các bạn nên trau dồi những cái nội dung của mình, những cái bên trong của mình, những cái hiểu biết của mình, trau dồi về cái đạo đức, về cái hiểu biết của mình, thì cái cuộc đời, cái cuộc sống các bạn rất sướng. Các bạn là một cái viên ngọc luôn ấy, là một cái báu vật luôn ấy. Rất tiếc là phải nói cái thời buổi bây giờ rất nhiều những cái người phụ nữ mà rất là đẹp, nhưng mỗi tội cái nội dung bên trong của họ nó bị nông, nó không sâu. Họ dễ dãi quá, hành xử hành động cái gì nó cảm tính quá, nó nhanh quá. Bây giờ nhá, các bạn nữ nhá, các bạn hãy nhớ là như này nhá, nếu như ấy, các bạn gặp một cái người đàn ông nào, các bạn phải xác định, các bạn phải hiểu là như này này. Bạn gần người ta, bạn không cần phải nắm tay, không cần phải ôm hôn thế này thế kia, mà bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thì đấy là cái tình cảm, đấy là tình yêu đấy. Bạn gần người ta ấy, bạn không cãi nhau, bạn không phải khóc vì người ta, không mâu thuẫn, không thế này thế kia, thì đấy là tình yêu đấy. Chứ mà bạn gần người ta mà bạn suốt ngày bạn cãi nhau, xong rồi cái người đàn ông đó suốt ngày làm cho bạn phải khóc, phải suy nghĩ, thì đấy chỉ là tình dục thôi. Các bạn anh nhớ đấy, đấy chỉ là tình dục thôi. Đến với nhau chỉ là tình dục thôi. Mà cái người đàn ông nào mà yêu bạn ý, bạn hãy luôn phải nhớ, người ta phải tôn trọng được cái thân thể, cái cơ thể của bạn. Người ta phải nâng niu, người ta phải nhẹ nhàng. Người ta muốn chạm đến bạn ấy, người ta phải trân trọng từ cái nắm tay thôi. Các bạn hãy nhớ đấy. Người ta phải trân trọng. Thì cái con tim của người ta nó mới dành cho bạn được. Chứ còn cứ cái kiểu như là thế này thế kia, cứ cái kiểu như là xuồng xã, cái kiểu như là thô lỗ, rồi nói chung ấy, các bạn
Các bạn nên tự biết giữ mình, giữ bản thân mình, cái gì thì cái. Các bạn muốn là cái người, các bạn muốn là cái người báu vật ý, muốn là cái người luôn được, cái người đàn ông mà nâng niu ý, trân trọng ý, muốn là cái người ý, mà kiểu như là có được cái tình yêu ý, có cái cuộc sống, có cái tình yêu, có cái tình cảm ý, nó hạnh phúc ý. Các bạn phải học, học về những cái thứ đó, học cái cách mà cảm nhận thế nào là cái tình yêu đích thực, cái cách cư xử đối xử với cái người bạn trai như thế nào, cái người yêu, cái người chồng tương lai như thế nào, cái cách chọn như thế nào, ứng xử như thế nào, cái cách mà ghìm lấy cái bản thân mình như thế nào, nâng cao cái nhận biết của bản thân lên thì mới ok được. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Đấy, không nôm na, không dài dòng với các bạn nữa, không lòng vòng nữa. Bây giờ nhá, là các bạn chuẩn bị, các bạn lấy cái gương đi, lấy cái gương đi. Các bạn xem là các bạn có những cái nét tướng như thế này hay không. Không những là mình chia sẻ những cái nét tướng mà mình còn nói luôn cái ý nghĩa, cái ý nghĩa của những cái nét tướng của cái người phụ nữ sắc sảo và tài hoa. Ừ, nếu như bạn nào có những cái nét như thế này, bạn chắc chắn bạn là cái người phụ nữ sắc sảo và tài hoa. Cái cuộc đời của bạn ý luôn thành công, luôn được người khác trân trọng, mến mộ. Nói chung bạn là ok. Các bạn chú đón xem. Cái nét tướng đầu tiên này, cái nét tướng đầu tiên nhé. Những cái bạn nữ nào ấy mà có cái trán ấy nó tròn nhá, trán thì tròn mà nó rô. Ừ, trán tròn mà rô, mà hơi rô. Người ta gọi là trán rô, trán tròn. Các bạn để ý đi, bạn nữ nào có cái trán tròn và trán rô, những cái người này nhá, họ là những người rất có tài về nghệ thuật, về văn chương. Cái người phụ nữ mà có cái trán tròn, trán rô, họ là những người mà có cái trí tuệ, có cái trí nhớ rất là sâu sắc, rất là phong phú, rất là nhiều. Nói chung trí nhớ của người này rất tốt. Họ nhá, họ không những họ có cái trí nhớ tốt nhá, họ lại còn có cái khả năng mà tư duy, có cái khả năng mà sáng tạo, có cái khả năng mà tưởng tượng rất lớn. Cái trí tưởng tượng của họ phong phú lắm. Những cái người này thì viết văn, viết tiểu thuyết, viết cái gì, làm thơ, làm văn, làm cái gì cũng rất là ok. Các bạn ở ngoài đời thì các bạn cứ để ý, các bạn gặp nhiều những cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ, mình nói nhá, cái người phụ nữ mà chán mà dâu ấy, mà tròn mà dâu ấy, họ cũng là cái người rất cá tính đấy. Rất cá tính. Mà các bạn cứ để ý những cái người có cá tính, cái người có cá tính là cái người sắc sảo, là cái người sắc sảo đúng không? Cái người phụ nữ mà có cá tính đương nhiên họ là cái người sắc sảo. Mà những cái người mà có cá tính thì là như thế nào? Cái người có cá tính ấy không bao giờ họ chấp nhận được những cái mà không đúng. Không bao giờ họ hòa mình với những cái thứ mà không đúng. Không ai áp đặt được họ như thế nào cả. Họ có cái riêng của họ. Dĩ nhiên là cái riêng của họ nó không đi đến cái mức độ mà nó tự tin, tự kiêu, tự phụ. Không hề có. Cái người phụ nữ cá tính là những cái người mạnh mẽ đấy. Là những cái người có cái trực giác, có cái cảm giác, có nhạy cảm rất lớn. Họ biết thế nào, biết ai là tốt, ai là xấu. Biết cái điều gì cần làm hay không cần làm. Các bạn cứ để những cái người có cái chán dô, phụ nữ chán dô, rất cá tính. Những cái người này thì rất đa tài. Ừ, họ vừa cá tính, họ vừa thông minh, họ lại vừa đa tài. Họ nhiều tài lắm. Bướng, cũng bướng bỉnh.
Nói chung người này thì nhiều tài, nhưng những người này thì họ làm cái gì cũng được. Họ có cái năng khiếu về văn thơ nghệ thuật này, họ cũng là những cái người mà kiểu như là làm cái gì họ nghiên cứu cũng là ok này. Họ bất cứ một cái lĩnh vực gì mà họ đi sâu vào họ làm việc để họ nghiên cứu ý, họ đều trở thành những cái người rất thành công trong lĩnh vực đó. Họ đều có thể trở thành chuyên gia. Cái chán nó tròn. Nó tròn là theo cái đường chân tóc, bạn nhớ nhá, cái chán tròn là cái đường chân tóc nó tròn mà hơi nữa, nó lại rô, rô nghĩa là nó hơi cong đấy. Cái kiểu để các bạn nhận biết một cái người như thế, nhận biết cái đường nét là như thế. Ngoài ra như mình nói với các bạn là như này, những cái người phụ nữ ấy, có cái tướng chán như vậy, chán tròn mà dô ấy, họ cũng là những cái người phải nói họ là những cái người mà giao tiếp giỏi, họ quan hệ xã hội khá là giỏi. Những cái người này quan hệ xã hội giỏi, họ họ là những cái người mà có năng khiếu. Hơn nữa những cái người này cũng là cái người rất có phúc khí. Cái chán nhá, mình nói cái chán nhá, cái chán mà tròn mà rô ra nhá, họ là cái người có phúc khí, họ là những cái người mà kiểu như là có cái nền tảng vững chắc từ gia đình, nghĩa là họ sẽ là cái người mà được trợ giúp, được gia đình trợ giúp rất nhiều trong cái cuộc sống. Họ có một cái người ta gọi là có cái gốc, có cái may mắn. Hơn nữa cái người này quan hệ giữa cha mẹ, họ với cha mẹ cũng là rất là tốt đẹp. Đấy, cái nét tướng đầu tiên là các bạn hãy để ý vào cái chán, các bạn cứ để ý vào cái chán. Một cái nét tướng thứ hai cũng là cái chán, nhưng mà cái chán của người này ấy, nó lại là hình chữ M đấy. Chán chữ M là các bạn biết đúng không, cái người phụ nữ mà chán chữ M, cái đường chân tóc của họ nó mềm mại, nó cong mềm mại nhưng nó tạo thành cái chữ M. Mình nói nhá, cũng là chữ M nhá, nhưng mà các bạn nhá, sau này mình sẽ chia sẻ nó đi sâu. Có những cái chán chữ M mà nó vuông, nó tạo thành những cái góc cạnh ấy, nó rất là rõ ràng. Góc cạnh rõ ràng, nhưng cũng cũng có những cái tướng chán M ấy, nó tạo thành cái đường cong, nó mềm mại, nó cũng là cái chán chữ M. Và nói chung ấy, nó có rất nhiều cái kiểu. Cái M cao thì là như nào, mà M thấp thì là như nào, M hẹp là như nào, mà M rộng thì là như thế nào. Rồi là mờ, nó không cân đối, nó thế này thế kia, nó đều có những cái riêng của nó. Các bạn hãy nhớ đấy. Mình đã nói với các bạn rồi, sau này nếu như mà các bạn là cái người mà có cái đam mê, có cái yêu yêu thích về nhân tướng ấy, thì các bạn học, càng học các bạn càng cảm thấy nó là vi diệu. Nó kinh khủng lắm, nó nhiều lắm. Bây giờ mình chỉ nói đơn giản với các bạn là như này nhá. Cái trái đất này, cái thế giới này hàng bao nhiêu tỷ con người, nhưng bạn thấy có ai giống ai đâu, có cái đường nét, có cái nét tướng, nét mặt của ai giống ai hoàn toàn đâu. Các bạn cứ để ý đi. Ok, có hai người có hai cái khuôn mặt nhìn tương đương giống nhau, ok, họ sẽ là những cái người trùng nhau về nhiều cái, về cá tính, về tính cách, về suy nghĩ, nhưng đôi khi nó chỉ khác nhau một tí thôi là nó khác nhau rất nhiều thứ. Đôi khi chỉ khác nhau một tí thôi là khác nhau từ cái ý chí, từ cái suy nghĩ, nó khác nhau ngay chỉ một tí thôi, một nét nhỏ nhỏ thôi. Mặc dù là nhìn sơ qua rất giống nhau nhưng nó vẫn có cái khác nhau. Bạn tìm hiểu về nhân tướng ấy, bạn sẽ biết được những cái điều đó.
Mình nói nha, khi các bạn mà tìm hiểu sâu về nhân tướng ấy, các bạn nhìn vào khuôn mặt là các bạn biết chia những cái tỷ lệ. Mà những cái tỷ lệ mà người ta chia trên khuôn mặt ấy, đôi khi ấy, những cái người nào mà người ta làm về thẩm mỹ, người ta làm về trang điểm, làm về thẩm mỹ, làm về các kiểu, là người ta được học những cái thứ đó. Và đôi khi là người ta phải lấy dây, lấy thước, người ta đo, người ta xem. Nhưng nếu như mà bạn ấy, bạn là cái người có năng khiếu ấy, bạn là cái người mà có đam mê ấy, cái mắt thường bạn nhìn là nó đã khá là chính xác rồi, không cần phải đo đạc. Một lát mình sẽ chia sẻ. Nói chung là đều nhá, mình nói nhá, đều có những cái tỷ lệ mà tỷ lệ nó sai số một tí, nó chuẩn hay nó đúng, nó sai số một tí thì nó đều nói lên những cái ý nghĩa nó là khác, nó là không giống nhau. Trông thì tưởng là giống nhau nhưng mà nó lại là không đúng, không giống nhau. Thì mình nói luôn là như này, đôi khi có những cái bạn khán giả ấy, bạn cũng hỏi mình những cái câu hỏi là thế này thế kia, ví dụ là những cái vị trí mà bạn cũng tả những cái đường nét ở trên khuôn mặt của các bạn ấy, nhưng mà bạn ấy là tả thôi, thì đôi khi mình trả lời với các bạn ấy, kể cả là những cái vị trí nốt ruồi nó nằm ở đâu ở đâu ở đâu, thì ướm ướm nó không chính xác, nhưng mình vẫn cứ phải trả lời với các bạn ấy. Bởi vì nhìn cái hình ảnh qua mạng nó đã là khó mà nói rồi, chứ đừng có nói là tả. Đừng có nói là tả, nào là em có cái vị trí nó nằm ở giữa trán nhưng nó chích sang bên trái, nó chích hướng lên bên trái một tí, xong nó chích lùi xuống một tí, hay là thế này thế kia. Mình nói với các bạn nhé, đôi khi mình nói qua một tí về nốt ruồi đi chẳng hạn. Có những cái vị trí kìa nó nằm ở đây, ở trán, nhưng mà nó có 5 cái vị trí nốt ruồi nó nằm ở ngay ở cái phía mà ở cái nửa bên trái, ở gần 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 chân tóc, nó đều có những cái ý nghĩa nó khác nhau, đều đều mang cái mỗi cái vị trí nó đều mang cái ý nghĩa khác nhau. Thì các bạn tả như vậy thì làm sao mình trả lời được, đúng không? Hay là kể cả là ở dưới mắt thế, nó có rất nhiều những cái vị trí có tốt có xấu, nó có tốt có xấu, đúng không? Thế nên để mà nói chính xác nó hơi khó, các bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. Quay trở lại cái người phụ nữ mà có cái trán M, cái chân tóc, cái trán M nhá, nhưng mà trán M là cái hình mà cái kiểu như là cái đường chân tóc của họ ấy, nó lượn, nó cong, nó lượn chứ nó không góc cạnh, nó không hẳn là góc cạnh. Thì những cái người này họ là những người rất có tài năng về nghệ thuật. Các bạn để ý, các bạn nữ, các bạn để ý. Những cái bạn này thì về cái năng khiếu, về cái tài năng về nghệ thuật của các bạn thì ok, các bạn rất có tài về nghệ thuật, về 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 rất có cái năng khiếu về nghệ thuật. Hơn nữa nhá, thì những cái bạn này các bạn cũng là cái người mà sống kiểu như là khá là lý trí, khá là lý tính. Ừ, các bạn lý tính, các bạn mạnh mẽ. Các bạn có cái phần, người ta gọi là có cái phần mà lập dị. Các bạn cứ để ý thường thường nhá. Thường thường nhá, có tài thì có tật. Có tài thì bao giờ người ta cũng có một cái gì, người ta rất là có một cái riêng. Có một cái riêng, cái người bình thường người ta sẽ không hiểu được. Nhưng cái người mà hiểu được thì mới là hiểu được. Mình nói các bạn là như này này, cái người mà người ta có cái trí tuệ. Có trí tuệ hơn thì người ta sẽ hiểu được cái người có cái trí tuệ mà ít mà kém. Chứ còn cái người mà có cái trí tuệ kém ấy, không bao giờ hiểu hết được cái người mà có cái trí tuệ cao hơn mình. Các bạn hãy nhớ là như vậy. Nó luôn là như vậy. Mình nói ví dụ đơn giản là như này. Một cái đứa trẻ, một cái người cha mẹ mà sinh ra một cái đứa trẻ, khi cái đứa trẻ đó, cái trí tuệ nó chưa phát triển, cái kiến thức nó chưa nhiều, trí tuệ nó chưa phát triển, thì người cha mẹ mới hiểu được, sẽ hiểu được con của mình. Lúc đó con của mình không thể hiểu được mình, không thể hiểu được cha mẹ, bởi vì cái trí tuệ nó đang kém, đúng không? Các bạn công nhận không? Nhưng sau này, ví dụ sau này mà cái đứa con của mình nó lớn lên, nó được học nhiều, nó hiểu nhiều, nó cái trí tuệ nó phát triển, mà đôi khi cái người cha mẹ mà cái hiểu biết, cái trí tuệ nó lại
lúc đó ấy, nó lại bị cái người con của mình nó lớn lên nó vượt trội. Thì ngược lại, những cái suy nghĩ của bố mẹ là những là cái đứa con đó nó sẽ hiểu được, nó sẽ biết rõ được. Nhưng mà cái người cha người mẹ lại không thể hiểu nổi, không hiểu nổi cái suy nghĩ, cái trí tuệ của cái người con của mình. Nó đơn giản, nó nôm na là như vậy. Các bạn hãy nhớ. Thế nên cái người trí tuệ cao bao giờ cũng hiểu được cái người trí tuệ kém hơn. Và cái người kém hơn không thể hiểu nổi cái người có trí tuệ cao. Các bạn hãy nhớ. Các bạn luôn phải nhớ là như vậy. Thế nên là đôi khi, nhiều khi giữa sếp và lãnh, giữa lãnh đạo và nhân viên, nhiều khi có những cái quyết định của lãnh đạo mà đưa xuống mà làm lính, làm nhân viên ý, không hiểu nổi thì cứ cho là như thế này, cho là như thế kia. Không hiểu mà, thì đôi khi lại chống đối. Nhưng mà đến khi ý, đến khi mà kết quả nó thành công ý, thì mới hóa ra là như vậy. Hóa ra sếp của mình, lãnh đạo của mình rất tài năng, rất giỏi. Tại sao người ta không đi thẳng vào vấn đề mà người ta lại phải đi vòng? Đấy. Mà đi vòng nó mất thời gian, nó tốn kém mà người ta lại phải đi vòng. Thế cái người mà... Tóm lại là như này. Đấy, vẫn cứ khẳng định với các bạn là như thế. Vẫn cứ khẳng định với các bạn là cái người mà trí tuệ kém hơn, không bao giờ hiểu được cái người mà trí tuệ cao. Cái người trí tuệ cao có thể hiểu được cái người trí tuệ thấp. Đơn giản là như vậy. Quay trở lại, cái bạn nữ mà có cái chán mà chữ M nhá, có cái chán chữ M, bạn giỏi về nghệ thuật, bạn là cái người mà sống lý tính, cái người này thì họ cũng là cái người mà đa sầu đa cảm. Họ cũng là cái người đa sầu đa cảm. Cái người này thì có tài hoa, nhưng mà thế này, thường thường là những cái người phụ nữ nhá, mình nói các bạn nữ, các bạn là cái người mà có cái chán chữ M ấy nhá. Các bạn là cái người có tài hoa, có cái tài năng, nhưng mà các bạn thường thường là cái tài năng của các bạn ấy nó không phát huy được hết, không thể hiện được hết. Các bạn đi, ok, các bạn cũng thích, nếu như mà các bạn cũng thích hợp tác với người này người kia, cái gì nó liên quan đến nghệ thuật, các bạn rất thích, các bạn rất thích hợp tác. Nhưng mà ở bạn ấy nó có một cái gì đó, nghĩa là cái khả năng để mà phát huy cái tài năng của bạn ra ấy, nó không được hết. Hơn nữa các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn sống lý tính, nhưng về những cái chuyện mà tâm tư tình cảm của các bạn, nhiều khi là các bạn kiểu như là các bạn không kiểm soát được cái cảm xúc của mình trong cái chuyện mà, nhất là cái chuyện mà tình cảm yêu đương, đúng không, tình cảm trai gái, tình cảm yêu đương. Thế nên các bạn thường là những cái người rất lận đận trong tình cảm đấy. Các bạn là những cái người, có thể là các bạn là những cái người mà hay phải thay đổi người yêu. Mặc dù các bạn là cái người có lý tính, nhưng ở các bạn lại là có một cái sự, người ta gọi là cái sự đa sầu đa cảm. Chính vì vậy đôi khi là cái kiểm soát về cái cảm xúc trong cái chuyện tình cảm nó là chưa cao. Các bạn nhớ, chính vì vậy các bạn có thể là những cái người phải thay đổi rất nhiều người yêu. Các bạn rất khó kiểm soát về cái vấn đề đó. Đơn giản nôm na là như vậy. Thế nên cái bạn nữ nào mà bạn là những cái người mà có cái chán ý, có cái chán chữ M ấy, các bạn thấy nếu như mà là đúng, đúng với cái tính cách của bạn, bạn xem xong cái video này ý, thì bạn tự biết cách điều chỉnh lại bản thân, nó sẽ ok hơn. Nghĩa là bạn là cái người, ví dụ bạn là cái người mà đa sầu đa cảm, thì bạn bớt cái đa sầu đa cảm đi, bạn thực tế hơn trong cuộc sống, bạn làm cái gì. Nhưng mà nếu như bảo bạn thực tế hơn trong cuộc sống thì nhiều khi là nó cũng lại là một cái khó, bởi vì nhờ có cái đa sầu đa cảm, nhờ có những cái nó tưởng tượng, cái trí tưởng tượng của bạn như thế, thì trong cái vấn đề nghệ thuật nó mới thăng hoa, nó mới bay bổng, đúng không? Nó lại phải nhờ những cái như vậy. Tóm lại là như này, bạn cảm thấy là bạn hạn chế được cái gì, bạn cho cái gì hơn thì bạn làm. Nếu bạn muốn phát triển về những cái nghệ thuật của bạn, thành công trong nghệ thuật của bạn ấy, thì bạn cũng nên là phải chấp nhận là về cái chuyện mà thay người yêu, cái chuyện đó cũng là cái chuyện đương nhiên, đúng không? Thôi tùy bạn. Tóm lại, bạn hãy cân đối làm thế nào mà cảm thấy nó phù hợp nhất với bạn thì bạn làm. Đó.
Một cái nét tư nữa này, một cái nét tư nữa các bạn nhìn. Cái người phụ nữ ấy, cái người sắc sảo, cái người tài hoa ấy, các bạn nhìn vào cái cặp lông mày của họ. Cái cặp lông mày của họ bao giờ nó cũng có một cái kiểu như là hình, cái hình chữ V ngược ấy. Cái hình V ngược ấy, nó đi lên cao rồi nó đột ngột, nó đi xuống, nó lao xuống, nó tạo thành cái góc. Cái góc gần như cái góc chữ V ấy. Ừ, chữ V nhưng mà nó là cái chữ V ngược. Các bạn nhớ, lên thẳng ấy. Bình thường thì người ta cong cong đều đều thì người ta lên lên rồi xuống cũng từ từ thì cong cong nó mềm mại đúng không? Nhưng ở đây nó thành tạo thành một cái góc. Người ta gọi là chữ V ngược. Các bạn để ý nha. Thế này này, cái người phụ nữ mà có cái kiểu lông mày như thế này, chắc chắn họ là cái người có tài. Cái người này thì rất thông minh, cái người này thì rất nhạy bén. Cái người này rất thông minh, rất nhạy bén. Họ là cái người mà hiểu ý, họ là những cái người nhá. Mình nói nha, nếu như cái người này họ là những người rất có mưu trí. Họ tính toán thế này thế kia, họ lên chiến lược. Họ là những cái người mà phải nói họ là những cái người có thể họ là những cái người mà tham mưu, họ là những cái người mà tư vấn tham mưu rất đắc lực. Cái người này thì nhạy bén, cái người này thì thông minh. Cái người này trong cái công việc, trong sự nghiệp họ làm cái gì nhá, họ làm đến cùng, họ làm bằng được thì mới thôi. Khi họ đặt ra, họ đề ra một cái gì để họ làm ấy, họ làm bằng được. Họ thường là những cái người làm được việc. Họ là thường là những cái người, cái ước mơ của họ ấy, cái hoài bão, cái chí của họ, cái ý chí của họ ấy, những cái mục tiêu của họ ấy, nó khá là lớn. Người này rất có tài. Người này khá là mạnh mẽ, khá là cá tính. Thì bạn biết rồi, những cái người phụ nữ là những người sắc sảo ấy, cái điều đầu tiên không thể thiếu được, họ đều là những người có cá tính. Họ đều là những cái người có cá tính. Nhưng bạn phải nhớ, bạn phải luôn nhớ là như này, những cái người phụ nữ ấy, mà được cho là sắc sảo ấy, họ thường là những người ấy, không bao giờ dễ dãi. Các bạn hãy nhớ, họ không dễ dãi. Họ có cá tính, họ có những cái họ biết tôn trọng, họ biết giữ được cái chuẩn mực. Họ luôn giữ được cái chuẩn mực của bản thân mình. Và những cái người này thường là những người rất thành công đấy. Mình nói với các bạn là như này. Những cái người có cái lông mày hình chữ V ngược ấy, mình nói kể cả là đàn ông hay là phụ nữ ấy, những cái người này họ ấy đều là những cái người có cái, người ta gọi là có cái tư duy rất là rõ ràng, rất rành mạch. Họ đều là những cái người có lý trí. Những cái người này thì không bao giờ họ bị sa ngã, hay là họ bị kiểu như là lệ thuộc, hay là sa ngã, hay là bị rơi vào những cái cám dỗ này cám dỗ nọ. Cái người này ấy, những cái người có lông mày V ngược ấy, họ thường là những cái người có nhu có cương. Họ biết lúc nào cứng rắn, biết lúc nào là phải mềm mỏng. Thường có nhu có cương, họ thường là cái người mà biết làm chủ bản thân. Không bao giờ họ sa ngã trước bất cứ một cái gì, không bao giờ sa ngã. Các bạn hãy nhớ đấy, nói chung ấy, những cái người mà có cái lông mày V ngược ấy, họ là những người có bản lĩnh. Và những cái người mà có cái lông mày V ngược ấy, họ cũng không thích kiểu như là chia sẻ hay tâm sự những cái, họ khá kín đáo trong cái chuyện mà vấn đề mà đời tư của họ khá là kín đáo. Những người này khá kín đáo. Và những cái người phụ nữ ấy, có cái lông mày chữ V ngược ấy, họ là những cái người rất có năng khiếu về cái thẩm mỹ, họ rất có những cái tư duy về nghệ thuật. Thế nên cái người này họ thường là những cái người rất dễ thành công, nhất là trong những cái con đường, những cái công việc mà liên quan đến nghệ thuật.
cái tư duy của họ, những cái thẩm mỹ, cái khiếu thẩm mỹ của họ nó cao. Mình nói các bạn là những cái người phụ nữ mà có cái tướng lông mày V ngược ấy, hình V ngược ấy, những người này thì rất kiên định. Những cái người này họ thường là những người rất có trách nhiệm. Họ có trách nhiệm, họ kiên định lắm. Họ làm cái gì mục tiêu nó rõ ràng, hoàn thành thì thôi. Rất kiên định. Mặc dù họ là cái người có nhu có cương, nhưng đôi lúc cũng là cái người mà khá là kiểu như là khá là cứng rắn, khá là kiểu như là cũng hơi bảo thủ một tí, hơi ngoan cố. Mặc dù là có nhu có cương, nhưng đôi lúc họ cũng là những cái người như vậy. Họ làm cái gì là họ phải làm bằng được thành công. Họ là những cái người, kể cả nhá, mình nói những cái người này nhá, họ làm nhá sai, họ thẳng thắn, họ dám nhận trách nhiệm, nghĩa là họ dám nhận là họ sai để mà họ sửa. Cái mục đích cuối cùng là họ phải đạt được, họ phải thành công. Cái người nữ mà lông mày V ngược ấy, cá tính mà quyết tâm của họ rất cao. Ừ. Nhưng mà đến cuối cùng thì họ thường là những cái người rất thành công, và họ cũng là cái người được mọi người quý mến, được mọi người tin tưởng, được mọi người nể trọng. Các bạn hãy chú ý điều đó. Đấy, thế nên ý, khi mà các bạn tiếp xúc, các bạn gặp một cái người phụ nữ mà cái dáng lông mày của họ là cái hình V ngược, thì các bạn cứ yên tâm, đây là cái người sắc sảo, đây là cái người phụ nữ có tài năng, họ là những người có tài hoa, họ là những cái người sắc sảo, đơn giản là như vậy. Một cái nét nữa này, một cái nét tướng nữa, các bạn đang nhìn vào cái xương ở cái phần lông mày, cái phần xương ở lông mày của họ nhá, nó nhô ra và nó đầy đặn. Các bạn đang nhớ, các bạn đang nhìn cái xương ở lông mày nó đầy đặn, nó nhô ra. Mình nói nha, những cái người phụ nữ, nhưng mà đừng có nhô cao quá, các bạn hãy nhớ là đừng có nhô cao quá. Cái xương lông mày của họ nhô ấy, nhưng mà nếu như mà nhô cao quá thì người này dễ là những cái người ấy, họ là có tài, nhưng mà họ lại là những cái người mà dễ kiểu như là tự kiêu tự mãn, dễ là những cái người kiểu như là tự phụ. Nhưng mà ở cái người phụ nữ có cái tài hoa ấy, nghĩa là cái phần xương lông mày của họ nhô ra nhưng nó là đầy đặn, các bạn hãy để ý, nó là đầy đặn. Thì những cái người này họ thường là những cái người rất tự tin, họ là những cái người mà tiên phong, họ là những cái người thường đưa ra những cái sáng kiến đấy, những cái sáng kiến và mọi người không thể nghĩ ra được. Cái người phụ nữ mà có cái xương lông mày nó đầy đặn, nó nhô ra, các bạn cứ để ý, họ thường đưa ra những cái ý kiến, những cái sáng kiến mọi người bất ngờ, khiến mọi người bất ngờ. Và những cái sáng kiến này của họ ấy là những cái mà áp dụng được vào thực tế, nó thành công, nó đem lại những cái sự mà thành công. Phải nói là những cái người nhá, mình nói những cái người phụ nữ thành công mà họ sẽ là những cái người mà lãnh đạo ấy, họ làm được nhiều cái việc lớn ấy, thường thường là nhìn cái xương lông mày của họ sẽ là kiểu nhô ra, nhìn nó đầy đặn, nhìn nó nhô ra. Các bạn nhớ là phải nhô ra nhưng mà lại là phải là đầy đặn. Chứ còn nhiều cái người mà nhô ra mà nhìn toàn xương ấy, thì nó sẽ tạo ra cái hốc mắt, cái lỗ mắt kiểu như là mắt bị sâu ấy. Mà mắt bị sâu thì đương nhiên là kiểu như là nó lại theo một cái tướng khác. Mắt bị sâu thì đôi khi nó lại là không tốt. Mình nhớ không nhầm là có một cái video mà mình chia sẻ những cái người có cái tướng mắt sâu rồi đúng không? Nhưng mà đại loại là cái xương lông mày của họ là nhô ra, họ đầy đặn. Cái xương lông mày nhô ra nhưng phải đầy đặn. Những cái người này thường có những cái ý kiến mà mọi người không thể nghĩ ra được. Họ tự tin, họ tiên phong. Cái sáng kiến của họ áp dụng đều ok, đều thành công, đều thuận lợi. Mình nói nhất, trong một cái
trong một cái doanh nghiệp, một cơ quan, một công ty hay là một trong trong một cái tập thể rất cần những cái người phụ nữ có những cái sáng kiến nó đem lại cái thành công, rất cần. Đấy là sáng kiến. Chứ còn các bạn cứ để ý đi, bây giờ nhá, đông như này, cả một cái tập thể đang họp nhau để bàn, để mà lên một cái chiến lược. Cái đối thủ nó cạnh tranh thế này thế kia, đúng không? Để mà lên một cái chiến lược làm thế nào mà để cho cái công ty của mình nó vực dậy, nó phát triển, nó không bị chèn ép, nó không bị thua lỗ, nó không bị kiểu như là mất thị trường thế này thế kia. Thì đưa ra những cái phương án gì, như thế nào. Ai cũng có những cái phương án của mình, nhưng mà cái phương án đấy nó không thực hiện được, thực hiện nó không thành công, nó không khả thi, thì rất là buồn, đúng không? Nhưng mà trong những cái lúc như vậy mà có một cái người, người ta đưa ra những cái phương án ấy, nó là cái sáng kiến ấy nhá, mà thành công, mà vực dậy, mà cứu được cả cái công ty, thì nó là ở cái người phụ nữ có cái lông mày, có cái xương lông mày nó đầy đặn, nó nhô ra. Đấy, mình nói nôm na, nói ví dụ như thế để các bạn hình dung ra. Những cái người phụ nữ, những cái người phụ nữ mà có cái kiểu mà kiểu như là cái xương lông mày nhô ra mà đầy đặn ý, họ thường là cái người mà có cái tố chất lãnh đạo. Nhưng các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý cái điều này là nếu như mà ở cái phần xương lông mày của các bạn nhô ra ấy, mà cái lông mày của bạn ấy nó rậm và nó dài, các bạn là những cái mẫu người kiểu như là các bạn là những cái mẫu người mà yêu là yêu hết mình ấy. Các bạn yêu là kiểu như là yêu là cháy hết mình luôn. Các bạn thường là như thế. Đấy, và nếu như mà cái xương lông mày của các bạn mà nó nhô ra, mà nó kiểu như là nó trơ xương, nó lộ xương ấy, thì các bạn lại là những cái mẫu người mà quá kiêu ngạo, tự cao, tự mạn. Các bạn luôn là cái người mà kiểu như là cái tôi, cái bản ngã các bạn cao ấy. Các bạn luôn cho mình là cái trung tâm của vũ trụ ấy. Nghĩa là các bạn nói cái gì gần như là các bạn kiểu như là áp đặt cho người ta ấy. Các bạn muốn người ta làm cái gì thì bạn ấy, bạn kiểu như là bạn tỏ ra là kiểu như là cái tôi, bạn tỏ ra là hống hách ý, tự phụ ấy. Nghĩa là cái kiểu như, kiểu của bạn là kiểu áp đặt ý. Áp đặt người khác phải làm theo đúng cái ý của mình. Nếu như cái xương lông mày của bạn mà nó nhô, nó trơ xương, nó quá là nhô, và các bạn thường là những người làm cái gì các bạn cũng tự tư, nghĩa là các bạn ý cũng làm phải theo cái ý nghĩ của mình. Các bạn nghĩ làm sao là các bạn là bắt người khác làm phải theo cái ý nghĩ của mình. Đấy, chứ còn bình thường nếu nó nhô ra mà nó đầy đặn thì ok. Đấy, các bạn phân biệt, bạn nào mà có cái nét tướng lông mày mà nó nhô ra, nó đầy đặn, các bạn cũng là một cái người sắc sảo, là cái người tài hoa, các bạn dễ thành công. Một cái nét tướng nữa này, cái nét tướng này thì mình nghĩ là như thế này này. Mình nghĩ là nếu như mà bạn ấy mà kiểu như là bạn có cái năng khiếu về tướng ấy, thì bạn sẽ là cái người mà bạn nhìn rất là nhanh nhẹn, rất là nhanh nhạy. Còn không, bạn có khi bạn lại phải lấy cái thước bạn đo, đúng không? Nhưng mà thế này, bạn cứ nhìn vào cái mũi, thì mình cứ chia sẻ với các bạn, mình mong là các bạn hiểu được. Các bạn nhìn vào cái mũi, cái người phụ nữ mà có cái dáng mũi như thế này nhé, các bạn chú ý nhé, thì họ sẽ là cái người mà là cái người sắc sảo, là cái người có tài hoa. Các bạn chú ý này, cái mũi của họ, cái đầu mũi của họ nó tròn, nó có cái hình chữ U. Cái phía nó tròn, nó có cái hình chữ U này, nhìn nó nổi rõ, có cái viền, như kiểu có cái viền ấy, nó hình chữ U. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mũi của họ nó cũng cao, cũng thẳng nhá. Và như thế này, các bạn đo này, các bạn đo là như này nhá, từ cái đầu mũi này cho đến cái môi, cho đến cái cằm, nó là cái đường thẳng nhá. Và cái phần ở cái gốc là cái nhân trung đây này, ở cái mũi đây này, nó chéo lên, nó là cái đường thẳng này, đây nó chéo lên này, nó tạo được cái góc, nó tạo thành cái góc 45 độ, là cái dáng mũi đó, là cái dáng mũi chuẩn cho cái người phụ nữ vừa sắc sảo vừa tài hoa.
Bây giờ mình nói thế này để cho các bạn hiểu này. Nghĩa là cái mũi nó ở cái góc 45 độ như vậy thì nó không bị hếch lên quá, nó không bị lộ mũi, không bị thành mũi hếch. Nhưng mà nó cũng không bị, nó mà xuống dưới một tí. Nó mà xuống dưới 45 độ một tí, nó thành cái mũi diều hâu, nó thành cái mũi kiểu nhò mồm mà nó lên một tí, nó thành cái mũi kiểu như là mũi hứng hạt mưa, nghĩa là mũi lộ. Các bạn hãy nhớ. Đấy. Đây các bạn nhìn hình ảnh. Đấy các bạn nhìn hình ảnh nhé, thì các bạn sẽ thấy, nếu như các bạn nhìn nghiêng, các bạn sẽ tự các bạn ướm được cái góc 45 độ. Góc vuông thì là 90 độ, mà 45 độ thì nó nằm ở giữa. Thì các bạn cứ hãy thấy nó vách lên như thế, nó so với cả cái đường thẳng từ mũi miệng cằm. Đó. Mình nói cái người phụ nữ mà có cái tướng mũi như vậy, họ là cái người sắc sảo, họ là cái người tài hoa. Những người này thì họ là những người có cá tính, những cái người này thì rất nhạy bén trong tất cả những cái việc gì mà ai giao cho họ, hay là những cái việc gì có liên quan đến những công việc, liên quan đến những cái sự nghiệp, công việc, hay là liên quan đến những cái việc mà họ đang làm ấy. Họ rất nhạy bén, họ đều hoàn thành được. Những cái người này nhá, mình nói nhá, những cái người này họ thường đưa ra những cái ý tưởng nhá, những cái tưởng tượng, những cái ý tưởng của họ ấy, mà mọi người xung quanh không bao giờ đuổi kịp được họ luôn ấy. Sẽ không thể hình dung, không thể tưởng tượng rằng là họ lại có những cái ý tưởng hay như thế, có những cái phát minh nó hay như thế. Nói chung là cái năng lực làm việc của người này ấy, nó rất là kiểu như là hiệu quả, cũng rất là mạnh mẽ. Những cái người này thì rất là mạnh mẽ trong cái công việc, trong cái cuộc sống, rất là mạnh mẽ. Họ là những người phải nói họ là những người rất giàu, những cái sáng tạo, cái trí tưởng tượng, cái sáng tạo của họ rất giàu. Những cái người này nhá, thì họ thích hợp, họ làm những cái công việc kiểu như là kiến trúc sư này, hay là thiết kế nhà cửa, công trình, thiết kế bất cứ cái gì. Người này rất sáng tạo, và cái người này thì cái cá tính thì mạnh mẽ. Cái người này thì bị một cái là thế này, cái người này thì hay họ kiểu như là hay thích chơi khăm, trêu đùa, chơi khăm người khác ấy. Hơi quá đà một tí. Hơi thích đùa, kiểu như là đùa mà khiến cho người khác kiểu như là hơi... Nói chung là cũng không sao, đây là cái người mà thông minh, mạnh mẽ. Đấy thì đôi khi cũng là như vậy. Nhưng đại loại các bạn cứ để ý những cái người phụ nữ ấy, mà có cái tướng mũi này, họ thường là những người rất thành công. Rất thành công, rất nhạy bén. Cái ý tưởng của họ thì thôi rồi. Cái ý tưởng mình nói nhá, mình nói các bạn hiểu một cái điều là như này này, trong cái cuộc sống ấy, các bạn cứ để ý trong cuộc sống có những cái sự việc mà nó xảy ra ấy, các bạn mà cái trực giác, cái nhạy bén, cái trí tuệ, cái sự thông minh các bạn nó kém đi một tí, các bạn bế tắc luôn ấy. Nhưng nếu như mà ở bạn ấy là cái người mà có cái trí thông minh, có cái nhạy bén, có một cái tài năng, các bạn ứng xử rất nhanh luôn, các bạn đưa ra cái đáp án rất nhanh luôn, các bạn tháo gỡ mọi, các bạn xoay chuyển cái tình thế luôn ấy. Các bạn phải nhớ là như vậy. Thế nên đôi khi là như thế này, đôi khi những cái người thành công trong cuộc sống ấy, các bạn hãy để ý cái ứng biến của họ nó cực kỳ nhanh, cái phản xạ của họ ấy nó rất linh hoạt. Đôi khi là nhiều người, nhưng mà dồn họ những cái câu hỏi khó, dồn họ vào những cái tình huống, cái tình thế mà rất khó, nhưng họ vượt qua một cách dễ dàng. Họ trả lời tất cả những cái câu hỏi khó một cách dễ dàng luôn. Các bạn hãy nhớ, đấy là những cái người rất tài năng, cái người nhạy bén. Có nhiều người, nói chung là cái bộ não của chúng ta ấy, không thể tưởng tượng được đâu, bởi vì cái bộ não của chúng ta nó là quá kinh khủng luôn. Một cái người mà các bạn biết là cái nhà khoa học người ta cũng đã nghiên cứu rồi, một cái người mà quá tài năng, quá tài giỏi xuất chúng, mà cái bộ não chỉ sử dụng được có khoảng
trên dưới 6%, 5-6%. Thế còn 94%, 94-95% nó đi đâu? Mà mới chỉ sử dụng được có một tí thôi mà đã kinh khủng như thế rồi. Các bạn thấy, mới sử dụng được một tí thôi, không thể tưởng tượng được. Mình chỉ nói đơn giản là từ đầu thế giới bên này mà đến đầu thế giới bên kia, mà chỉ có một tích tắc thôi mà cái giọng nói ở bên kia đã truyền vào tai mình. Đúng cái giọng nói đó. Thế cái giọng nói đó nó đi từ như thế nào? Rồi lại chưa kể là cái hình ảnh. Đấy, bạn thấy không? Nó quá là phép màu đúng không? Chúng ta không thể tưởng tượng. Đấy là cái bộ não con người nó ghê gớm, nó sáng tạo. Nó sáng tạo, nó phát minh ra nhiều cái, nó kinh khủng đến như vậy. Thế mà mới chỉ sử dụng được có 5-6% thôi. Đấy, đại loại là như vậy. Đại loại là bạn nữ nào mà có cái mũi kiểu như vậy nha, cái tỷ lệ mà mình nói rồi đấy, các bạn là những cái người sắc sảo, các bạn là những cái người tài hoa, các bạn là những cái người sẽ thành công trong cuộc sống. Một cái điểm nữa này, một cái nét tương nữa này, mình nói các bạn nhé, các bạn hãy để ý nhé, các bạn để ý đến cái miệng, cái người phụ nữ nhé, mà là họ là cái người sắc sảo, họ là cái người tài hoa ấy, cái miệng của họ, các bạn nhớ này, luôn, luôn là gì? Cái khóe miệng nó đi lên. Những cái người này họ thường là cái khóe miệng của họ đi lên, các bạn hãy nhớ đấy. Các bạn hãy nhớ đấy, mình nói những cái người, tất cả những cái người mà có cái khóe miệng đi lên ấy, kể cả đàn ông phụ nữ, họ đều là những người rất có tài. Nhưng hôm nay mình nói về cái nét tướng phụ nữ thì mình nói đến phụ nữ thôi nhá. Cái người phụ nữ mà có cái khóe miệng đi lên, họ là những người rất có tài. Những cái người này thì cũng rất là lạc quan, họ rất thông minh, họ rất lạc quan. Các bạn hãy nhớ, những cái người này thì họ làm cái gì họ cũng thành công ấy. Họ lạc quan. Mà những cái người lạc quan là những người như nào? Những người lạc quan là những người, là những cái người rất có trí tuệ, là người rất thông minh, là người biết phân biệt thế này thế kia, biết nhìn xa trông rộng. Các bạn cứ để ý đi, những cái người nhá, những cái người mà bi quan ấy thì là những cái người như thế nào? Là cái người mà không nhìn xa trông rộng. Đơn giản là như thế này. Khi mà ta lo được cái nỗi lo xa, thì ta không phải lo những cái nỗi lo gần. Mà cái người mà không phải lo cái nỗi lo gần thì họ chẳng luôn lạc quan là gì. Họ nhìn được xa, họ đã phòng được rồi, thì họ phải lạc quan chứ. Bạn công nhận không? Bạn cứ nhìn những cái người nào, bạn cứ nhìn những cái người nào mà người ta mặt mũi người ta đầy âu lo ấy, thì những cái người đó là những người không biết lo xa. Những cái người đó là những cái người mà kiểu như là cứ vô tư đến cái mức độ mà nước đến chân mới nhảy, đến khi mà cái sự việc ấy, gặp những cái biến cố gì thì họ bắt đầu họ mới lo lắng. Nhưng ở cái người biết lo xa thì lại là khác. Họ lúc nào cũng an nhiên. Mà kể cả nhá, mình nói nhá, những cái người biết lo xa ấy, khi mà họ gặp biến cố, họ cũng rất an nhiên và họ nhìn được ra rằng là cái này là họ giải quyết được trong tầm tay, không bị kiểu như là không bị bối rối, đúng không? Không bị kiểu như là rơi vào cái tình trạng mà kiểu như là lúng túng, giải quyết được hết. Cái người phụ nữ có cái khóe miệng mà nó đi lên, nó hướng lên ấy, là những người như vậy. Các bạn hãy nhớ, vừa thông minh, vừa lạc quan, vừa yêu đời, là những cái người mà biết nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, những cái người này thì họ, mình nói với các bạn, họ làm cái gì họ cũng thành công.
họ làm cái gì họ cũng thành công luôn, kể cả là từ cái giao tiếp, từ cái đối nhân xử thế, từ cái giao tiếp với mọi người, họ cũng đều là những người có rất nhiều những cái mối quan hệ tốt. Các bạn cứ để ý đi, cái người thông minh ý, cái người mà nhạy bén ý, cái người biết lo xa, biết nhìn xa trông rộng ý, thì làm cái gì mà chẳng thành công. Các bạn cứ để ý đi, các bạn cứ để ý đi. Và đặc biệt nhé các bạn hãy nhớ nhé, các bạn hãy nhớ là những cái người mà khóe miệng đi lên ý, họ là những cái người luôn kiểu như là ham học hỏi, họ rất ham học hỏi. Những cái người này họ là những người luôn nỗ lực, họ nhé, họ học, họ đúc rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bạn hãy nhớ đấy, mình nói với các bạn nhé, trong những cái tướng miệng ấy, trong những cái tướng miệng ấy, thì cái tướng miệng mà có cái khóe miệng mà đi lên ấy, người ta còn gọi là cái miệng mà hình cánh cung ấy, hay là cái miệng mà miệng trăng khuyết ấy, nó là cái tướng miệng gần như là đẹp nhất, đẹp nhất, gần như là đẹp nhất. Các bạn hãy nhớ đấy, cái người mà có cái tướng miệng như này, họ là cái người rất có phúc khí, cái phúc khí rất lớn. Những cái người này thường là những cái người may mắn lắm, luôn luôn là tích cực. Những người này thì luôn được bạn bè yêu quý. Đặc biệt nha, cái người này như không bao giờ tính toán buồn xỉn, họ rất thoáng, rất thoáng, không bao giờ chi ly, không tính toán, không buồn xỉn, không keo kiệt. Thế nên họ được nhiều mọi người yêu quý, yêu mến cực kỳ luôn, sẵn sàng là giúp đỡ chia sẻ. Các bạn cứ để ý đi, mình nói đơn giản ví dụ như này, cái miệng mà người ta, cái khóe miệng hướng lên ấy, nhiều khi người ta không nói năng gì đúng không, người ta ngậm miệng, người ta nhìn bạn, nhưng lúc nào bạn cũng cảm giác như là người ta đang cười, đang mỉm cười với bạn ấy. Thế bạn có thích tiếp xúc không? Có đúng không, thích quá đi chứ. Họ lạc quan mà, cái năng lượng tích cực mà, gần với những cái người như thế thì chỉ có tăng thêm may mắn thôi. Các bạn không nhận đâu. Thế nên ý, những cái người này họ thường là những cái người làm cái gì họ cũng dễ thành công, bởi vì họ có được những cái mối quan hệ tốt, có được bạn bè tốt, có được những cái người xung quanh ủng hộ họ. Cái cách sống của họ ý, cách sống của họ thoáng, thì đâm ra là mình nói nha, những cái người, tất cả những cái người mà có cái cách sống ý, mà nó cứ hẹp hòi ấy, nó cứ xét nét ấy, nó cứ chi ly tính toán ấy, nó cứ thế này thế kia ấy, cái cách sống khôn vặt, không chịu thiệt ấy, những cái người đó ấy, không bao giờ có được những cái mối quan hệ chất lượng. Các bạn hãy nhớ là như vậy. Và những cái người đó rất khó mà thành công, cái thành công của họ rất là, cái thành công của họ nó sẽ không lớn. Còn những cái người sẵn sàng nhá, là những cái người mà sống kiểu như là phóng khoáng, nhá, là những cái người luôn biết chịu thiệt, là những cái người mà kiểu rộng rãi, là những cái người không bao giờ tính toán với người này người kia ấy, là những người hay cho đi ấy, những người chịu thiệt, những người hy sinh ấy, họ đều có những cái mối quan hệ rất chất lượng. Và những cái người này họ thường là những cái người ấy, rất nhìn xa trông rộng, họ họ là những cái người ấy, là khôn ngoan thực sự chứ không phải là khôn lỏi. Họ là những người làm được những cái việc lớn, cái thành công của họ ấy sẽ là cái thành công lớn. Các bạn hãy nhớ đấy. Thế nên cái người phụ nữ nào nhé, bạn nào mà có cái miệng ấy, cái khóe miệng các bạn hướng lên ấy, các bạn là những người sắc sảo, các bạn là những người tài hoa. Nói chung ấy, mình nói này này, tất cả những cái nét tướng hôm nay mình chia sẻ, nếu như bạn nữ nào có, chỉ cần có một trong số những cái nét tướng mình chia sẻ, các bạn đã là cái người mà là những cái người sắc sảo tài hoa, bạn là những cái người có cái may mắn hơn người, bạn sẽ là có cái cuộc sống lúc nào cũng tự tại hơn người, lúc nào cũng thành công, lúc nào cũng viên mãn hơn người. Bạn nào mà có càng nhiều những cái nét tướng như thế này nhé, xin chúc mừng các bạn. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc.
Thì cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Bạn nào có cái nét tướng như nào để lại bình luận bên dưới cho mình nhé. Nói chung thì mình cứ nhiều khi là các bạn khán giả, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới cho mình là bạn có nét tướng này, nét tướng kia ấy. Trông thế mà mình nhớ hết đấy. Thế nên các bạn nào mà cứ bình luận là mình biết bạn này là người như nào. Nhiều khi là mình có thể là mình tả ra được các bạn là cái người mà hình dáng như nào luôn. Bởi vì mỗi lần các bạn cứ để lại những cái bình luận cho mình là ừ em có cái nét này, nét kia, nét này, nét kia là mình đều nhớ vào trong đầu hết. Thế nên bạn nào mà có cái nét tướng như thế nào ở trong này thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn là những người rất tài hoa, cái cuộc sống các bạn rất ok. Bạn nào có bạn để lại bình luận bên dưới cho mình để mình còn chúc mừng các bạn. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.